Hi, my name's Anthony. I'm an X-Man. Ok, ở buổi học thứ tư này thì mình sẽ giới thiệu tóm tắt lại cho các bạn một số cái kiến thức, ôn tập lại một số kiến thức về cấu trúc câu của tiếng Anh, sentence structure. Thì thứ nhất là chúng ta cũng sẽ điểm lại một chút cái hiểu biết của chúng ta về khái niệm câu, đúng không ạ? Câu là gì? Thế nào là câu? Những thành phần chính của câu là như thế nào? Trong cuộc sống thì chúng ta thấy rằng là khi chúng ta giao tiếp bằng lời nói cũng như là khi chúng ta giao tiếp bằng bài viết thì chúng ta đều phải đặt những cái câu. Câu là gì? Và để mà chúng ta có thể học được cách viết câu ở trong tiếng Anh thì chúng ta nhất thiết phải hiểu rõ cái khái niệm câu và những thành phần chính của câu, đúng không ạ? Thì câu chúng ta có thể hiểu nôm na là một cái tổ hợp từ ngữ, một cái tổ hợp từ để diễn đạt một cái ý niệm nào đó hoặc một suy nghĩ nào đó mà hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh có nghĩa là nó đầy đủ và về mặt ý nghĩa và nó có ý nghĩa. Như vậy là nếu như mà có những cái từ mà ghép lại với nhau mà nó không tạo ra một cái ý nghĩa hoàn chỉnh, không diễn đạt được một cái suy nghĩ, một cái ý tưởng hoàn chỉnh thì đó không thể được gọi là một câu. Câu là express a complete thought, và diễn đạt một cái ý nghĩ hoàn chỉnh. A sentence is made up of one or more words and expresses a complete thought in a statement, question, request, command or exclamation. Nên là một câu là được tạo ra bởi một hoặc nhiều từ. Các bạn hãy lưu ý nhé, được tạo ra bởi một hoặc nhiều từ có nghĩa là có một câu cũng chỉ có một từ thôi. Trường hợp đơn giản nhất, một câu có một từ là các bạn có thể lấy ví dụ như là câu cảm thán, đúng không ạ? Câu cảm thán chúng ta có thể có một từ duy nhất, God, chấm than, một từ duy nhất đó, God, Chúa ơi, ôi Chúa ơi, đó có thể là một câu mà diễn đạt được một ý nghĩ. Đó là gì? Đó là lúc mà chúng ta hoặc là chúng ta rất là bất ngờ, hoặc là chúng ta rất là đau khổ, hoặc rất là một cái cảm xúc cực đại, chúng ta kêu trời đấy, đúng không ạ? Thì nó có thể được coi là một câu. Và bởi vậy cho nên cái keywords ở đây là complete thought, tức là một ý nghĩ hoàn chỉnh. Cái đấy là cái quan trọng, cái keyword, cái từ khóa. Câu là bắt buộc phải diễn đạt được một ý nghĩ hoàn chỉnh. Bởi vậy khi mà một cái đoạn gồm có nhiều từ mà không diễn đạt được một ý hoàn chỉnh thì không được coi là một câu. Ví dụ chúng ta có cái đoạn từ như sau: because he was hungry, bởi vì anh ta đang đói, bởi vì anh ta đói, chấm. Thì như vậy ở đây không phải là một câu, mặc dù phân tích chúng ta thấy nó cũng có chủ từ, đúng không ạ, là he, nó cũng có động từ là động từ to be, was hungry, nhưng mà không phải là một câu bởi vì nó không diễn đạt được một ý nghĩ hoàn chỉnh. Bởi vì anh ta đang đói, như vậy là không thể nào hiểu nổi là câu đấy nghĩa là gì, đúng không ạ? Mà câu đấy chỉ có nghĩa khi mà nó có thêm một mệnh đề phụ, một mệnh đề phụ thuộc khác. Ví dụ, because he was hungry, the small boy ordered a large hamburger. Bởi vì nó đang rất đói bụng cho nên thằng bé nhỏ đó đã đặt một cái bánh hamburger rất to. Thì lúc bấy giờ nó phải có thêm mệnh đề, the small boy ordered a large hamburger. Đó, thì nó mới hoàn chỉnh nghĩa. Thì xuyên suốt cái bài này chúng ta sẽ lần lượt giới thiệu về chức năng của câu, rồi về thành phần của câu, về sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ.
Trong đó đặc biệt là chúng ta sẽ xem xét lại về các cái chủ từ ghép, tức là chủ từ mà gồm có hai hay ba đối tượng trở lên, rồi các cái mệnh đề, các cái thành phần phụ của câu. Đó. Và chúng ta cũng sẽ ôn tập lại về phrase, tức là cụm từ, đúng không? Phrases và clauses, tức là mệnh đề. Types of sentence, loại câu ạ. Trong tiếng Anh thì có thể có rất là nhiều loại câu, nhưng mà để mà phân loại về các cái dạng cơ bản thì chúng ta có bốn loại. Loại câu thứ nhất là câu đơn giản, simple sentence. Loại câu thứ hai là loại câu ghép, compound sentence. Và loại câu thứ ba là câu phức, complex sentence. Cuối cùng loại câu thứ tư là loại câu phối hợp, là compound and complex sentence. Thì câu đơn giản là gì? Câu đơn giản là câu, thứ nhất nó là câu rồi đã, đúng không ạ? Vì nó là câu cho nên là chúng ta có thể định nghĩa ngay là nó là cái cụm từ mà diễn đạt, hay là tổ hợp từ mà diễn đạt một ý nghĩ hoàn chỉnh. Trong đó nó có một chủ từ và một động từ, và bản thân nó là một mệnh đề độc lập đã diễn đạt được ý nghĩ hoàn chỉnh mà không đòi hỏi phải có một mệnh đề khác, không phải đòi hỏi phải có một cái bộ phận khác, một cụm từ khác để giải thích bổ nghĩa thêm. Thì đó là câu đơn giản. Như vậy câu đơn giản là phải có một chủ từ cộng với một động từ, subject and a verb. Và ở trong tiếng Việt, so sánh một chút thì chúng ta thấy là tiếng Việt chúng ta cũng định nghĩa câu là gì? Câu là gồm có hai bộ phận, chủ ngữ và vị ngữ, đúng không ạ? Thì thực ra trong tiếng Anh chúng ta cũng có thể nói tương tự được, là gồm có chủ ngữ hay là chủ từ cộng vị ngữ. Thì trong trường này vị ngữ là gì? Trong tiếng Anh ấy, thì chúng ta nói rằng là động từ, đúng không ạ? Câu đơn giản là gồm có chủ từ cộng với động từ. Thế nhưng mà động từ thì nó lại có thể là ngoại động từ hoặc là có thể là nội động từ, giống như chúng ta đã học ở trong các cái bài trước. Và khi là ngoại động từ thì đương nhiên bên cạnh động từ chúng ta phải có thêm một cái bộ phận nữa để bổ nghĩa hay là giải thích thêm cho động từ, đó là tân từ, đúng không ạ? Rồi ngoài ra thì có các cái thành phần khác của câu, ví dụ như là có thể có thêm trạng ngữ chỉ thời gian, trạng ngữ chỉ địa điểm, vân vân. Thì lúc bấy giờ ấy, toàn bộ cái thành phần mà sau chủ từ, sau cái subject, thì cái toàn bộ cái phần mà động từ rồi cộng với tân từ rồi cộng với trạng từ, tất cả đấy thì nó cũng tạo thành một cái mà chúng ta có thể so sánh giống như là vị ngữ ở tiếng Việt, và trong tiếng Anh thì nó gọi là predicate. Thì các bạn cũng có thể hiểu giống như tiếng Việt. Nhưng mà cái cơ bản và cốt lõi nhất của câu đơn là câu cơ bản nhất, đúng không ạ? Câu dễ nhất, câu tối giản nhất, câu có tính chất đơn vị. Thì các bạn phải nhớ cái cốt lõi của nó là bao giờ cũng phải có một chủ từ cộng với một động từ, và nó phải truyền đạt được hay là diễn đạt được một ý nghĩ hoàn chỉnh, phải có nghĩa. Và nếu mà có chủ từ cộng động từ mà không có nghĩa thì nó vẫn không được coi là một câu. Thì đấy là câu đơn các bạn nhé, câu đơn. Và một câu đơn thì được coi là một mệnh đề độc lập, nó là một independent clause, một mệnh đề độc lập, một mệnh đề độc lập. Độc lập có nghĩa là không cần phải có thành phần khác để bổ nghĩa thêm. Ngược lại thì một mệnh đề lại chưa chắc đã là một câu. Vì chúng ta biết mệnh đề là gì ạ? Mệnh đề là một cụm, a clause, verb cộng với chủ từ, subject cộng với động từ, verb là tạo thành một mệnh đề. Và mệnh đề có thể nói là đơn vị nhỏ nhất để mà tạo ra câu. Câu là phải diễn đạt một ý nghĩ hoàn chỉnh, đúng không ạ? Phải có nghĩa. Trong lúc đó một cụm gồm có chủ từ cộng với một động từ chưa chắc đã diễn đạt hết một ý nghĩ hoàn chỉnh. Giống như ví dụ lúc nãy chúng ta đã có because he was hungry. Loại câu thứ hai là loại câu ghép, compound sentence. Thì câu ghép thì thực ra là trường hợp mở rộng của câu đơn giản. Câu ghép là ghép hai hoặc ba câu đơn giản lại với nhau.
và sử dụng liên từ ở giữa. Và mỗi một câu đơn giản là một mệnh đề độc lập. Và hai cái mệnh đề độc lập này được ghép lại với nhau bởi một liên từ, thì nó tạo thành một câu ghép. Lấy ví dụ. The small boy ordered a large hamburger and the server brought him ketchup. Đây là một câu ghép, a compound sentence. The small boy, thằng bé nhỏ, ordered a large hamburger, đã đặt một cái bánh hamburger rất là lớn, và the server brought him ketchup, và người phục vụ mang thêm cho nó cái gọi là một cái nước sốt, một cái nước chấm. Thì cái đó trong tiếng Anh nó gọi là ketchup. Thì đây là một câu ghép các bạn nhé, bởi vì nó có hai mệnh đề độc lập. Hai mệnh đề này có thể tách ra làm hai câu đơn. The small boy ordered a large hamburger. Chấm. Một câu đơn nữa. Người nhỏ nhỏ đặt một cái bánh hamburger rất to. Như vậy nó đã diễn đạt được một cái complete thought, một cái ý nghĩ đầy đủ, hoàn chỉnh. Xong rồi chúng ta chấm vào đấy và chúng ta mở một câu khác hay là viết một câu khác, câu đơn khác. The server brought him ketchup. Người phục vụ mang thêm cho nó cái gói đồ chấm chẳng hạn, cái ketchup. Nhưng mà người ta có thể nối hai cái này lại, hai mệnh đề độc lập này lại với nhau để tạo thành một câu gọi là câu ghép bằng liên từ and. Câu thứ ba là complex. Loại câu thứ ba là complex sentence, là câu phức hợp. Câu phức, từ chữ phức là làm cho chúng ta cảm giác nó là phức tạp rồi, và đúng là như vậy, nó phức tạp hơn. Là câu mà trong đó có một mệnh đề độc lập và một mệnh đề phụ thuộc. Nó là câu sẽ phải gồm có từ hai mệnh đề trở lên, trong đó có một mệnh đề chính hay còn gọi là một mệnh đề độc lập, và một mệnh đề phụ là một mệnh đề phụ thuộc, và mệnh đề phụ thuộc là mệnh đề phải phụ thuộc vào mệnh đề chính hay là mệnh đề độc lập thì mới có ý nghĩa. Còn nếu mà tách ra khỏi mệnh đề chính, tách ra khỏi mệnh đề độc lập là vô nghĩa, là không còn truyền đạt được cái mà chúng ta gọi là complete thought, là một ý nghĩ hoàn chỉnh. Ví dụ, because he was hungry, the small boy ordered a large hamburger. Bởi vì nó đang đói bụng, cho nên đứa trẻ nhỏ này đã đặt một cái bánh hamburger rất là to. Đúng không ạ? Thì trong này, đây là một câu phức gồm có hai mệnh đề. The small boy ordered a large hamburger. Đó là mệnh đề chính, đúng không ạ? Mệnh đề độc lập. Tại sao? Tại vì đứng một mình nó đã có nghĩa rồi. Nó đã thành một câu. The small boy ordered a large hamburger. Đứng một mình nó là một câu đơn giản. Nhưng mà mệnh đề còn lại là mệnh đề because he was hungry. Thì mệnh đề này không thể nào đứng một mình để tạo thành một câu được. Và đó là lý do tại sao nó là mệnh đề phụ. Nó phải đi kèm với mệnh đề chính. Phía sau nó thì nó mới có nghĩa. Bởi vì nó đói bụng nên nó order, đặt một cái bánh hamburger rất là to. Đó, thì trong trường này, câu đó gọi là câu phức. Câu phức gồm có một mệnh đề chính và một hoặc nhiều mệnh đề phụ. Loại câu thứ tư là loại câu mà lồng ghép nhiều loại, đúng không ạ? Compound and complex, ghép. Thực ra, chúng ta chỉ cần nhớ ba loại câu cơ bản cũng là đã bao quát mọi tình huống rồi, là câu đơn, câu ghép và câu phức. Trường hợp thứ tư chỉ là một trường hợp mở rộng, thì gồm có một câu mà có ít nhất là hai mệnh đề độc lập hay là hai mệnh đề chính và một hoặc là nhiều mệnh đề phụ. Đấy, tức là vừa ghép lại vừa phức, gọi là compound complex. Ví dụ, because he was hungry, the small boy ordered a large hamburger and the server brought him ketchup. Câu này là một câu dài, đúng không ạ? Lê thê hơn so với câu đơn. Và nó là một câu vừa ghép vừa phức. Ghép ở đâu? Phức ở đâu? Phức, thứ nhất là đoạn đầu tiên, đúng không ạ? Because he was hungry, the small boy ordered a large hamburger. Cái đấy là một câu phức. Chúng ta đã học ở phía trên, đúng không ạ? Ví dụ phía 3. Và lại chúng ta lại có thêm cái phần là and the server brought him ketchup. Thì đó lại là một câu đơn nữa. Và được nối với cái câu phức phía trên bởi liên từ and. Và nó tạo thành một cái câu dài, gồm có một nửa là câu phức và phần còn lại là câu đơn. Và nối với cái câu phức này
bằng liên từ and để tạo thành câu ghép. Đó, thì nôm na là nó là như vậy. Chúng ta quan trọng nhất là phải phân biệt được và phải nhớ được. Cốt lõi nhất của vấn đề là phải nhớ được định nghĩa thế nào là một câu. Câu là một mệnh đề mà truyền đạt hay diễn đạt được một ý nghĩ đầy đủ và hoàn chỉnh, thì đó là một câu. Thì đây, như lúc nãy tôi có nói với các bạn rồi, đây là những thành phần chính ở trong câu. Chúng ta có chủ từ, subject và predicate, tức là vị ngữ hay là gọi là chủ ngữ và vị ngữ, đúng không ạ? Giống như tiếng Việt. Một câu có thể dài, có thể ngắn, nhưng mà chắc chắn nó sẽ phải có một chủ từ cộng với một vị ngữ, tức là chủ từ cộng với một động từ. Động từ mà khi có tân ngữ rồi có các thành phần phụ nữa thì nó tạo thành cái mà bộ phận trong câu gọi là predicate, là vị ngữ. Còn không thì các bạn chỉ cần nhớ là chủ từ cộng với động từ, đó là hai thành phần quan trọng nhất, không thể nào thiếu ở trong câu. Tất nhiên chúng ta đã nói câu đơn giản đúng không ạ? À, câu căn bản đúng không ạ? Còn có những loại câu đặc biệt như tôi có nói lúc nãy, chẳng hạn là câu cảm thán chẳng hạn, thì nó lại khác. Nó có thể không có những thành phần giống như là thành phần chính mà chúng ta đang bàn ở đây. Thì hai thành phần này, các bạn cũng lưu ý thì có một cái kiến thức có tính chất là căn bản, nhưng mà tôi cũng xin được nhắc lại. Chủ từ tức là cái đối tượng mà cái câu đấy muốn nói đến. Câu đấy nói đến cái gì, nói đến ai, thì đó chính là chủ từ. Chủ từ trong câu là chính là cái đối tượng mà cái câu đấy nói về. Subject là what the sentence is about. Nó có thể là một cái người, a person, nó có thể là một địa điểm, a place, nó có thể là a thing, tức là một cái gì đó, đúng không ạ? Một điều gì đó. Và nó là chủ thể của câu. Nó là chủ thể của câu. Và tất cả những bộ phận phía sau nó đều là để mô tả thêm về nó, để diễn đạt thêm về nó. Để mà hỏi, cái này rất quan trọng nhé, các bạn hãy lưu ý cho tôi. Để mà xác định được cái nào là chủ từ của câu. Bởi vì trong một câu đơn giản thì rất dễ, nhưng mà trong những câu mà câu gọi là phức và ghép, rất được sử dụng thường xuyên ở trong các cái bài báo chẳng hạn, hay trong các cái sách bằng tiếng Anh, người ta dùng rất nhiều. Thì việc phát hiện chủ từ của câu nhiều khi không đơn giản, nhiều khi không đơn giản. Và để phát hiện được chủ từ thì chúng ta hãy sử dụng cái cách là chúng ta sử dụng cái câu hỏi. Bởi vì chúng ta biết chủ từ là đối tượng mà cái câu đó nó nói về, đúng không ạ? Là đối tượng chính, là chủ thể của câu. Bởi vậy cho nên chúng ta hãy đặt câu hỏi rằng là ai hay là cái gì? Cái câu này là để nói về ai? Câu này là để nói về cái gì? Who or what is the sentence about? Trả lời câu hỏi đó chính là phát hiện ra chủ từ của câu. Nhớ như vậy nhé. Còn vị ngữ thì dễ rồi, predicate. Hay nói cách khác là ở đây tôi muốn các bạn chỉ nhớ một cách nó xúc tích, và bản chất thì trong đó là nhớ là động từ. Thì chúng ta động từ thì chúng ta lại biết là chúng ta có hai loại động từ, đúng không ạ? Các bạn nhớ có hai loại động từ là động từ chỉ hành động, action, và động từ chỉ trạng thái là state, đúng không ạ? Thì chúng ta xem ở trong câu có cái phần nào mà là động từ thì cái phần đó chính là phần thuộc về vị ngữ của câu. Phần đó là phần mô tả, cung cấp thêm thông tin về chủ từ trong câu. Nha, các bạn hãy nhớ như thế. Ví dụ chúng ta có cái câu là the young woman sprinted, thì chúng ta thấy ngay là the young woman là chủ từ. Rõ ràng trong này chúng ta phải gọi là chủ ngữ mới đúng, đúng không ạ? Bởi vì nó không chỉ có một từ. Chúng ta có woman chính là chủ từ, và phần the young là chính là tính từ, đúng không ạ? Bổ nghĩa cho cái phụ nữ, người phụ nữ này. Sprinted là động từ. Và mặc dù nó đứng một mình nhưng mà nó đóng vai trò của cả vị ngữ luôn. Young woman is the subject và sprinted là predicate. Và bởi vì thành phần chính của câu là gồm có chủ từ cộng với động từ, cho nên nó dẫn đến một cái chuyện rất là quan trọng, một cái vấn đề cực kỳ quan trọng ở trong tiếng Anh. Đó là sự hòa hợp giữa động từ và chủ từ, giữa chủ từ và động từ. Trong tiếng Việt chúng ta không có vấn đề này. Đúng không? Chúng ta không phải biến đổi động từ để phù hợp với chủ từ. Động từ chỉ có một hình thức duy nhất và sử dụng cho tất cả mọi trường hợp.
Nhưng trong tiếng Anh thì chúng ta đã học và chúng ta biết là tùy thuộc vào ngôi số ít, số nhiều, thuộc ngôi 1, ngôi 2, ngôi 3, tùy thuộc vào thì, vào thời mà chúng ta bắt buộc phải có những động từ ở cái dạng thức khác nhau. Thì trong trường hợp này, cốt lõi của câu là các bạn hãy nhớ là bao giờ cũng phải, lúc nào cũng phải đặt một câu hỏi cho bản thân mình khi chúng ta viết một câu hoặc khi chúng ta đọc một câu. Đọc một câu ở trong một bài báo hay đọc một câu trong một cái đoạn văn nào đấy, bao giờ cũng phải đặt cho mình một cái câu hỏi rằng sự hòa hợp của chủ từ và động từ ở đây là gì, để phát hiện được là chỗ nào là thì nào, chỗ nào là động từ này đi với chủ từ nào. Subject and verb agreement. Nguyên tắc chung tôi cứ có nói với các bạn ở các bài học phía trước, khi chúng ta tiếp cận theo lối là động, nếu mà danh từ có số nhiều và số ít thì chúng ta cũng đã nói rằng là động từ có số nhiều và số ít, đúng không ạ? Khi mà danh từ là số nhiều thì chúng ta sẽ dùng với động từ số nhiều, và khi là danh từ số ít thì chúng ta sẽ dùng động từ số ít. Tất nhiên tôi cũng xin nhắc lại, đây là một cái sự khuyến nghị của tôi dành cho các bạn, còn tôi không bắt buộc các bạn phải theo lối này. Tôi muốn các bạn có cách tiếp cận hơi khác một chút, đó là chúng ta hãy coi động từ là có hai loại ở trong thi đơn giản chẳng hạn. Hai loại là động từ số nhiều và động từ số ít. Số nhiều và số ít là như thế nào? Thì tôi cũng đã nói ở các bài học trước. Ví dụ nếu mà chúng ta chuyển danh từ từ số ít sang số nhiều, nguyên tắc chung của nó là thêm s vào sau danh từ, đúng không ạ? Trừ những trường hợp ngoại lệ thì động từ lại là ngược lại, có nghĩa là động từ số nhiều thì lại không có s, mà động từ số ít thì chúng ta lại thêm s vào sau động từ, trừ những trường hợp gọi là bất quy tắc hay là trường hợp ngoại lệ. Thì khi nào cũng vậy, chủ từ với động từ là bao giờ cũng phải hòa hợp. Agreement trong trường hợp này chúng ta dịch là hòa hợp với nhau, thống nhất với nhau, hòa hợp với nhau. Cái này đặc biệt phức tạp trong trường hợp chủ từ là chủ từ ghép. Chủ từ ghép là chủ từ gì? Tức là chủ từ mà gồm có hai hay ba đối tượng được nối với nhau bởi các liên từ. Thì trường hợp này là trường hợp phức tạp. Trường hợp phức tạp, chúng ta có quy tắc thứ nhất là các bạn hãy nhớ là khi nào mà chủ từ hay là chủ ngữ trong câu gồm có nhiều từ, có nhiều chủ từ và được nối với nhau bởi liên từ and, thì chúng ta bao giờ cũng dùng động từ ở dạng số nhiều các bạn nhé. Bao giờ cũng dùng động từ ở dạng số nhiều khi có and. Nhưng mà hãy nhớ rằng trừ trừ một trường hợp ngoại lệ. Trừ một trường hợp ngoại lệ là khi mà hai chủ từ đó được nối với nhau bởi liên từ and nhưng mà lại để diễn đạt một ý niệm hay là một thứ thôi, diễn đạt một món ăn chẳng hạn, thì lúc bấy giờ nó lại sử dụng, nó lại đi với động từ ở dạng số ít, là bởi vì nó coi như đó là một thứ. Tôi lấy ví dụ, ở câu trên chúng ta có you and I are students. Bạn và tôi đều là sinh viên. Bạn và tôi đều là sinh viên. Như vậy các bạn có thể thấy ngay là bởi vì nó có liên từ and cho nên đằng sau động từ to be được chia là a, chứ không phải là em, đúng không ạ? Không phải em, bởi vì I đang phải I am. Nhưng mà you and I are students là bởi vì nó coi nó là động từ ở dạng số nhiều. Vì you and I là hai chủ thể, hai hai chủ từ được nối với nhau bởi liên từ and. Thế nhưng trường hợp thứ hai là trường hợp nói về món ăn. Spaghetti and meatballs is on the menu today. Thì lúc bấy giờ tại sao lại is? Is rõ ràng là động từ to be ở dạng số ít, đúng không ạ? Động từ số ít của động từ to be. Thì chúng ta thấy là spaghetti tức là cái mì ý, and meatballs tức là cái cục thịt bắm đấy, meatballs. Và thậm chí meatballs trong trường hợp này lại còn số nhiều cơ, có nghĩa là mì ý và các cục thịt bằm. Như vậy là có nhiều subject ở đây, nhưng tại sao lại dùng động từ to be ở dạng số ít? Là bởi vì trong trường hợp này nó nói đến là một món ăn. Tức là món này này, cái món này gồm có mì ý và các cục thịt bằm là một món ăn. Và hôm nay trong thực đơn của nhà hàng là có món này. Món spaghetti and meatballs là tên của một món ăn. Món ăn gồm có hai bộ phận là mì ý và các cục thịt băm, thì lúc bấy giờ nó dùng động từ to be ở dạng số ít là bởi vì nó là một món ăn các bạn nhé. Như vậy khi nào mà chúng ta dùng nhiều chủ từ liên hệ với nhau,
liên kết với nhau bởi liên từ and, nhưng mà để diễn đạt một ý niệm, một đơn vị, một cái nào đó thì chúng ta có thể dùng động từ ở dạng số ít. Trường hợp thứ hai đó là khi mà các chủ từ được nối với nhau bởi liên từ or, tức là hoặc, hoặc cái nọ, hoặc cái kia, hoặc cái này, hoặc cái kia, thì bao giờ nguyên tắc của nó nhé các bạn, nguyên tắc của nó đó là động từ bao giờ cũng là hoặc là số ít hoặc là số nhiều, tùy thuộc vào cái chủ từ gần với nó nhất, tức là chủ từ thứ hai. Chủ từ thứ hai mà là số nhiều thì là nó sẽ là động từ sẽ là số nhiều, mà chủ từ số hai, thứ hai mà số ít thì sẽ động từ sẽ là động từ dạng số ít các bạn nhé. Như vậy là trong trường hợp là subject one or subject two thì nó sẽ text plural or singular verb, hoặc là động từ số nhiều hoặc là động từ số ít, tùy thuộc vào chủ từ thứ hai. Chủ từ thứ hai tức là chủ từ gần nhất với cái động từ đấy, nó là số nhiều thì động từ phía sau sẽ là số nhiều, nó là số ít thì động từ phía sau sẽ là số ít. Ví dụ I or he needs to do that, tôi hoặc anh ta cần phải làm điều đó, cần phải làm việc đó. Thì lúc bây giờ động từ needs này các bạn thấy nó được chia cho chủ từ nằm cạnh nó được nó hòa hợp với chủ từ nằm cạnh nó. Chủ từ nằm cạnh nó là he, là ngôi thứ ba số ít, cho nên là động từ need cũng dùng ở dạng ngôi thứ ba số ít, dạng số ít đúng không ạ? Như vậy là trên đây là một số nội dung chính của cái bài này. Tất nhiên bài về cấu trúc câu chúng ta vẫn còn có một số nội dung khác, tôi sẽ dạy tiếp ở cái buổi tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để làm bài tập nhóm một chút các bạn nhé. Còn tôi tạm thời dừng cái phần mà hướng dẫn về cấu trúc câu ở đây. Tóm lại, đối với cấu trúc câu trong cái buổi ngày hôm nay thì các bạn nhớ cho tôi ba vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất, câu là một mệnh đề. Trong đa số trường hợp nhé, trừ những cái câu đặc biệt như tôi nói là câu cảm thán chẳng hạn đó, đúng không? Nó chỉ có thể một từ cũng tạo thành câu. Nhưng mà đa phần là gọi là trường hợp phổ biến là câu là một mệnh đề mà diễn đạt được một ý nghĩ đầy đủ và một ý niệm đầy đủ có nghĩa thì đó là một câu. Đấy, nội dung thứ nhất, mệnh đề là gì? Mệnh đề là một cụm gồm có chủ từ cộng với động từ. Và khi nó diễn đạt được một cái ý niệm đầy đủ, một cái ý nghĩ đầy đủ thì nó là một câu. Đó là nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai chúng ta hãy nhớ đó là câu thì gồm có ba loại chính, mình chúng ta có thể thành bốn loại đúng không? Câu thứ nhất là câu đơn giản là một mệnh đề độc lập, tức là một câu mà chỉ có một cụm chủ từ cộng với cả động từ diễn đạt được một ý nghĩa hoàn chỉnh thì đó là câu đơn giản. Câu ghép là loại câu thứ hai, là gồm có hai câu đơn giản hay là hai mệnh đề độc lập được nối với nhau bởi liên từ and. Câu loại câu thứ ba là loại câu phức, phức là bao giờ có một mệnh đề độc lập hay là một mệnh đề chính cộng với một mệnh đề phụ hay là một mệnh đề phụ thuộc. Phụ thuộc tức là mệnh đề mà không có diễn đạt được một ý nghĩ đầy đủ hoàn chỉnh, nó không thể đứng riêng để tạo thành một câu và nó phải đi với một mệnh đề chính hay là một mệnh đề độc lập, thì trong trường hợp đó nó tạo thành một câu gọi là câu phức. Và trường hợp thứ tư là mở rộng ra là câu ghép và phức, tức là ghép và phức đi với nhau đó, thì đó là nội dung thứ hai mà các bạn phải nhớ. Và nội dung thứ ba mà các bạn cần phải nhớ đó là sự hòa hợp giữa động từ và chủ từ. Nguyên tắc chung là chủ từ số nhiều thì đi với động từ số nhiều, chủ từ số ít thì đi với động từ số ít. Trong trường hợp chủ từ là chủ từ ghép cùng có nhiều chủ từ thì chúng ta lưu ý hai trường hợp phổ biến nhất. Trường hợp liên từ là and thì lúc bấy giờ động từ đi cuối câu đó sẽ là động từ ở dạng số nhiều. Trừ trường hợp hai cái chủ từ nối với nhau bởi liên từ and đó được dùng để diễn đạt một cái đơn vị như là một món ăn chẳng hạn, thì trong trường hợp đó nó sẽ được đối xử như là một một chủ từ số ít, và vì vậy cho nên động từ sẽ là đi với sẽ ở dạng là động từ số ít. Và thứ hai là đối với liên từ or, tức là hoặc, hoặc cái này hoặc cái kia thì động từ sẽ hòa hợp với chủ từ đứng cạnh nó nhất, tức là chủ từ đứng sau cái từ or đúng không ạ? Nếu chủ từ đó là chủ từ số nhiều thì nó sẽ là lấy động từ dạng số nhiều, và nếu chủ từ là số ít thì nó sẽ lấy động từ ở dạng số ít. Đó, ba cái nội dung chính mà các bạn nhớ của bài hôm nay các bạn nhé.